Vô Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc xe máy xăng bản full để giới thiệu cho anh chị và các bạn về một chiếc xe 7 chỗ với không gian ngồi rộng rãi tính năng công nghệ hiện đại rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm trong cái tầm tiền khoảng hơn 800 triệu Ta có chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.4 Premium 2020 có ngoại thất là màu vàng đồng nội thất là ghế da hai màu ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết mặt ca lăng và logo thương hiệu chính giữa cùng với các tính năng an toàn, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, hệ thống uh, trang bị cảm biến trước sau đầy đủ. Mâm của chiếc xe thì trang bị mâm hợp kim với một giả nốp vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Các bác có thể tham quan qua về sơn si, mép nối, mép cản của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Cửa hàng bán xe ra thì có cam kết cho khách hàng về các hạng mục của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, Lên anh chị và các bạn có thể dễ dàng chọn lựa xe và an tâm khi mua xe tại cửa hàng. Đây là những đường nét dọc thân xe với những đường gân dập nổi này, hay là những cái chi tiết ở phía sau như là hệ thống cụm đèn bóng hậu của chiếc xe với dạng led thiết kế 3d rất là tinh tế tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết nhỏ, giúp cho chiếc xe nó lôi cuốn hơn khi nhìn từ phía sau. Tính năng an toàn thì có đầy đủ cảm biến cam đuôi và tiện ích là hệ thống cốp điện. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì khá là rộng rãi. Ba chủ thì lên bộ áo da cho chiếc xe rồi. Đây là những phần như là hệ thống keo chỉ, là hệ thống ốc bản lề. Tất cả các chi tiết uh, phẩy sơn KCS của nhà sản xuất thì nó vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra. Khi anh chị và các bạn mua xe cũ đã qua sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà lấy cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này những cái chi tiết gập điện hàng ghế thứ hai và cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ ba mình điều chỉnh gió anh chị và các bạn xem mà cần xem kỹ chi tiết cụ thể ở phần nào trên chiếc xe này thì hãy kết bạn zalo với em em sẽ gửi đầy đủ thông tin mà anh chị và các bạn yêu cầu để đảm bảo anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng nhất và đây là những cái chi tiết về không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em từ những đường led keo chỉ này đến những cái phần tap ly này hệ thống rèm che lắng Đấy, đầy đủ những cái tiện ích cho anh chị và các bạn Bên trong đây là với những phần con ốc bản lề Những điểm để mình có thể đánh giá được tổng thể về Chất lượng của chiếc xe Thì anh chị và các bạn có thể tham quan những cái chi tiết em quay Khi mình xem cảm thấy ưng rồi Thì mình hãy qua cửa hàng Để mình có thể lái thử trải nghiệm thực tế Mình sẽ có cái cảm nhận tốt hơn Ghế ngồi với hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi Có trang bị cho anh chị và các bạn Những cái họa tiết kim cương Ở phần ở Phần đầu xe Các chi tiết trần xe của chiếc xe Thì nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị nhé có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Những cái chi tiết của chiếc xe thì được bác chủ bác đi khá là giữ gìn, lịch sử của chiếc xe bảo dưỡng đầy đủ trong hãng. Dán kính thảm trải sàn hay là đồ chơi của chiếc xe thì có cam hành trình và một số tiện ích khác nữa. Với cánh cửa cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ có tích hợp hệ thống loa, lên xuống kính và hệ thống nhớ ghế với bản full thì nó sẽ được trang bị nhờ ghế thôi anh chị nhé Còn bản thường thì sẽ không được trang bị Cũng như là hệ thống cửa sổ trời Những cái phím điều chỉnh chức năng như cảnh báo vượt trên gương Hay là chống chân trượt cân bằng điện tử ở Hỗ trợ đồ đèo khởi hành ngang dốc Và túi khí an toàn à, Chống bó cứng phanh Rồi là cân bằng điện tử Rất rất nhiều các tính năng khác nữa để cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm Hắt kính lái cũng được trang bị đầy đủ này Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có set cruise hay là lễ chuyển số thể thao phía sau. Cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn của chiếc xe rất là rõ ràng và sắc nét với cái màn hình điện tử khoảng 7 inch. Đây là những cái chi tiết về màn hình cảm ứng ở cái phần à, trung tâm. Có các chế độ là à, làm mát ghế sấy ghế hay là sấy vô lăng sạc không dây, cổng kết nối phanh tay điện tử auto hold các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn Đấy, tổng thể về không gian khoang lái thì anh chị và các bạn có thể ngắm qua chút cùng em khi anh chị và các bạn xem và cần hỗ trợ xem chi tiết cận cảnh những phần nào thì mình có thể kết bạn zalo em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo từng phần mà anh chị và các bạn đang yêu cầu với khoang máy của chiếc xe thì ta cũng liên quan tâm về những phần con ốc bản lề hay là những phần tán đinh keo chỉ ốc ác rồi là những phần ốc chân máy, keo mặt máy. Và em cũng xin tổng hợp lại sơ qua cho anh chị và các bạn cùng nắm bắt thông tin về chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Bảy chỗ máy xăng, chiếc uh, xe Hyundai Santa Fe phiên bản Premium, sản xuất là năm 2020, có ngoại thất là màu vàng đồng, nội thất hai màu. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái tầm giá khoảng hơn 800 triệu. Xe thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển